Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Trọng Thư đang có mặt tại khu đô thị và công nghiệp BKM Trần Thành, Bình Phước. Và ngay đây là khu đô thị nha cả nhà. Ngay chỗ Trọng Thư đang đứng là hai bên là dãy nhà phố thương mại và kết hợp và cho thuê nhà trọ. Thì chúng ta có thể xem những cái mô hình nhà trọ khi chúng ta muốn đầu tư vào đây. Thì chúng ta có thể đầu tư lấy hai nền và ngang 10 sau 30. Chúng ta để hành lang ở giữa là 2m và mỗi bên chúng ta mở 2 kiosk và 4 phòng trọ và 5 phòng trọ. Thì chúng ta sẽ được 10 phòng trọ và 2 kiosk. Thu nhập của chúng ta hàng tháng về lãi vốn thì chúng ta sẽ được thu nhập là mỗi kiosk cho thuê 2,5 triệu và mỗi phòng trọ cho thuê 1,5 triệu một tháng, là 10 phòng trọ mà là 15 triệu và 2 kiosk 5 triệu, đó là 20 triệu một tháng về lãi vốn. Còn giá đất thì trung bình tăng từ 15% đến 20% trên năm. Thì xin mời cả nhà cùng theo tay của Trọng Thơ để chúng ta xem một cái mô hình nhà trọ tại đây đang được xây dựng nhé. Ở đây thì ngay vị trí Trọng Thơ đang đứng thì cách công nghiệp và BKMX chỉ là 300m, và chúng ta có thể thấy là mỗi lô là 10m nha cả nhà. Mỗi lô là 10m. 10m thì chủ sẽ xây dựng là hành lang ở giữa để đi vào hai dãy trọ là 2m và mỗi bên là 4m nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo chân Trọng Thơ để xem. Đây là hai kiosk nha. Đây là một lô này, một lô 10m này. Thì đây là một kiosk và đây là kiosk thứ hai. Đây là hành lang ở giữa để chúng ta đi vào dãy trọ. Thì mỗi bên là sẽ xây được 5 dãy trọ này. Chúng ta có thể đi vào đây 5 phòng trọ. Sẽ là 5 phòng trọ. Và ở đây thì một kiosk và 5 phòng trọ. Đây rất là đẹp luôn ạ. Một phòng trọ có diện tích khoảng 16 đến 20 mét vuông. Chúng ta cùng Trọng Thơ xem một cửa sổ và một gác lửng nha cả nhà. Có thiết kế là một gác lửng, một phòng bếp và một toilet. Đó, thì đây thì có thể hai vợ chồng mà làm công ty xí nghiệp ở đây thì chúng ta đi bộ ra khu công nghiệp và chúng ta về ở trọ đây rất là tiện. Và có gác lửng thì chúng ta gác đúc rất là đẹp và chắc chắn. Chúng ta ngủ nghỉ trên gác, ở dưới thì chúng ta để xe này, chúng ta ăn uống nấu nướng ở bên dưới. Và ở đây thì đường thì đường 16m, hành lang ở đằng trước rất là rộng. Ví dụ chúng ta xây dựng chắc chắn kiên cố như thế này thì chúng ta kinh doanh nhà trọ được mười mấy hai chục năm, chúng ta cũng không phải tu sửa gì cả. Về nước thì ở đây đã có nước sạch, điện đã được điện lưới và có lối thoát hiểm đằng sau. Chúng ta có thể mở đường đằng sau cho các anh em ở trọ đi thông qua. Mà đằng trước chúng ta với vỉa hè là 4m và xây thụt vào 5m thì chúng ta có thể kinh doanh với 9m mặt đường như này, 9m hành lang. Chúng ta có thể buôn bán đằng trước là bán cà phê hoặc bán đồ ăn sáng cho những anh em ở dãy nhà trọ, chúng ta có thể mở kiosk ở bên trong này, kinh doanh buôn bán rất là smooth. Chúng ta có thể thấy những cái mô hình đang được mở lên rất là nhiều ở khu vực này. Với cái tỷ lệ xây dựng như thế này thì cái nguồn lao động kéo về rất là nhanh theo như là tính toán của chủ đầu tư BKMX. Thì hiện tại khu công nghiệp BKMX 2076 ha này rất là rộng lớn, hiện tại là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư vào bất động sản, chúng ta có thể kinh doanh những cái mô hình nhà trọ như thế này để chúng ta kinh doanh lãi vốn được ngay. Một tháng chúng ta có thể thu về 15 đến 20 triệu là tiền lãi vốn chúng ta bỏ ra, và tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ 15 đến 20% tại khu vực BKMX Trân Thành. Và những khách hàng quan tâm tới những vị trí những cái vị trí mà 10 sâu 30 để chúng ta xây dựng kinh doanh nhà dãy trọ tại khu công nghiệp và đô thị BKMX thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để nắm bắt cơ hội kinh doanh, đầu tư, an cư, an toàn, hiệu quả tại BKMX Trân Thành, Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo tại dự án nhé.